Hồi xưa mà thời quý vị coi các tông án thiền tông đó, hầu như các vị tổ, nhiều vị tổ không có cho học đọc sách gì hết á, không có cho đệ tử mình đọc sách, cứ suốt ngày tham thiền rồi ngài dạy sao dạy. À, thì đệ tử cũng thấy vậy nhưng mà có thấy ngạc nhiên, ủa sao sao ta sao mà, sư phụ thì lại dặn mình đừng đọc sách, đừng tham thiền, mà sao con thấy sư phụ đọc sách vậy, đọc kinh vậy? Thì sư phụ trả lời nói ta thì đọc thì được, còn ông thì đọc không được. Quý vị có hiểu không ạ? Nó là sao ta, ông thì đọc được, đệ tử đọc không được mà thầy sư phụ đọc được. Thế người đệ tử thắc mắc, ủa sao con đọc không được mà ngài đọc được, thầy đọc được? Thì người đó nói trả lời thế nào quý vị biết không? Thiền sư sư phụ trả lời thế nào? Nó là ta đọc nhưng không đọc, còn ông đọc và như đọc. Thế mà mọi người đọc thì bị dính tướng, cho nên là đọc rồi bị nhiễm, không hiểu được. Còn thiền sư đã ngộ rồi, đọc như không đọc. Đó, tức là đọc để kiểm chứng thôi, chứ còn đọc không bị nhiễm vào đó. Cho nên đó là những cái công án thiền tông không đơn giản đâu à. Cho nên là đâu có đơn giản đâu, quý vị nghĩ coi. Học thiền rất là dễ đó, như vậy. Mà khi quý vị gọi là chiếu kiến ngụ ẩn giai không. Thế nào là chiếu kiến? Chiếu kiến á, mà bây giờ người ta dùng cái từ ngữ gì dễ hiểu là trực giác. Trực giác là gì? Thấy, phải là thấy rõ như vậy, không thông qua ý thức suy nghĩ. Ví dụ quý vị hỏi Thiền Trang một câu hỏi, hoặc là vừa rồi Thiền Trang hỏi câu hỏi mà quý vị không cần phải suy nghĩ, quý vị trả lời được liền, thì cái đó gọi là trực giác. Cái đó coi như là chiếu kiến. Ở trong kinh trong kinh Bát Nhã đó quý vị, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến. Chiếu kiến là gì? Thấy mà giống như là thấy như vậy. Chiếu kiến là dùng cái ảnh giống như là cái gương của quý vị. Cái gương là gì? Quý vị soi sao thì nó thấy vậy, đúng không? Ở trong văn sao của Đại sư Ấn Quang nó hay lên dùng nói là gì? Người Hồ thì thấy bóng người Hồ, người Hồ, Hồ tức là người dân tộc Hồ thì soi thấy dân tộc Hồ. Người Mãn thì thấy giống người Mãn. Bây giờ mình nói người da trắng thấy da trắng, người da đen thấy da đen. Cái mặt quý vị sao soi với gương là nó thấy ra như vậy, chứ không có thể, nó không có suy nghĩ cái người này phải hiện cái hình này, người kia phải hiện hình kia. Cho nên đó gọi là chiếu kiến, tức là thấy một cách rõ ràng đúng chân thật như vậy, không có một cái niệm phân biệt chấp trước. Đó gọi là chiếu kiến. Và bây giờ ngôn ngữ dễ hiểu hơn là trực giác. Cho nên á, nếu quý vị muốn biết công phu tu hành quý vị tới đâu, quý vị coi giùm cái trực giác của quý vị. Có nghĩa là việc gì đó khi gặp, quý vị vừa gặp chuyện, quý vị ra ngay đáp án ngay, không qua tư duy suy nghĩ. Không phải suy nghĩ. Cho nên hòa thượng hay nói là nếu mà quý vị còn đợi quý vị ngồi đó mà nghĩ á, để trả lời cái vấn đề đó như thế nào á, là quý vị càng nghĩ càng sai. Hay nói cách khác, quý vị đã dùng ý thức thứ sáu rồi, rớt vào ý thức thứ sáu rồi, là tư duy suy nghĩ, chứ không, quý vị không dùng được là trí. Gọi là gì? Không dùng trí mà dùng thức. Dùng thức thì có thể sai, có thể đúng, hên xui nha, mà xui nhiều hơn hên. Tại vì thức là nó sẽ bốc chủng tử trong a lại ra, thức ra nó sử dụng là nó xào nấu qua qua nó qua mặt na. Mặt na thì nó đã có chấp trước, nó đã có chấp trước rồi, nó chấp trước nó bóp méo đi rồi, rồi qua ý thức thứ sáu nó lại phân biệt nữa, nó lại tính toán kiểu khác nữa, rồi cuối cùng mà xong nó sai mất. Dữ liệu đưa ra nó có thể bị gọi là mình, nó gọi bị cái chủ kiến của mình, hay là cái gọi là cái kiến giải của mình đó, nó khác, nó bẻ cong đi rồi. Cho nên người giảng pháp á, càng về sau người ta tự tại ở chỗ là gì? Pháp không cần chuẩn bị, lên giảng mà thôi. Hoặc là gì, việc gì khi gặp, quý vị tu lâu ngày á, có công phu á, là càng tu lâu quý vị cả để ý nè, là quý vị sẽ thấy được gì, gặp chuyện gì quý vị thì đưa ra quyết định ngay, và quyết định đó chính xác, thì đó gọi là trực giác. Đó coi như quý vị có một phần chiếu kiến trong câu kinh 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 tâm kinh Bát Nhã, đó là chiếu kiến. Thay vì ngũ uẩn dài không, mình mới chiếu kiến được cái vấn đề đó.
Cho nên là chiếu kiến là vậy đó quý vị. Cho nên học Phật pháp á, quan trọng nhất, thọ dụng nhất vẫn là gì? Thọ trì Như Lai thọng tâm pháp pháp tạng, hay là minh tâm kiến tánh. Mà để minh tâm kiến tánh á, quý vị phải có chiếu kiến, việc mình phải chính xác. Mà người có tư duy kiến á, gọi là trực giác á, chiếu kiến đó, cái tư duy kiến này nó khác cái tư duy của kiến, tức là những người bình thường nghĩ suy nghĩ, thì như vậy những người đó rất ít sai lầm trong cuộc sống, rất ít bị người khác dụ. Quý vị hiểu không? Quý vị tự nhiên tự tại dưới dòng đời, cho nên tu hành quan trọng nhất ở vấn đề đó, chứ không phải là bình thường nha. Quý vị tu làm sao tu, niệm Phật cũng được, tu làm gì đó, học pháp mà nhiều, nhưng mà theo thời gian làm sao cái chiếu kiến của mình càng ngày càng nhiều, hay cái khác là trực giác của mình nó đúng càng ngày càng nhiều, không thông qua tư duy suy nghĩ. Cho nên có nhiều đồng tu á, học Phật pháp lâu rồi mà cứ cái vấn đề Phật pháp mà cứ đi hỏi, hỏi gì, hỏi cái gì, cái lý mà quý vị hỏi được á, thì quý vị không có phải là hiểu được theo lý được. Là đó là quý vị dùng tư duy suy nghĩ rồi, là nó càng ngày nó càng xa thôi. Bởi vì sao? Bất dĩ thức, thức bất dĩ trí trì, tức là không có dùng ý thức, dùng thức được mà để mà biết được, rồi không có thể dùng trí để mà biết được, thức để hiểu á, thức để thức là hiểu. Đó là trong sớ sao của ngài Thanh Luân nói rõ ràng. Cho nên đối với thật tướng các pháp rồi vân vân vấn đề, mấy vấn đề mà sâu á, thì ngăn giảng cho quý vị á, nếu quý vị muốn hiểu thì quý vị cố gắng nghe, nghe đi nghe lại quý vị sẽ hiểu. Còn quý vị đã không hiểu rồi, quý vị đã không hiểu mà quý vị hỏi á, thì càng ngày quý vị thường không hiểu đó. Chỉ có khi nào cái vấn đề đó nó khúc mắc cái chỗ tri thức á, cái kiến thức á, vấn đề này mình hiểu không có rõ vì cái thiếu, mình thiếu kiến thức. Ví dụ như hỏi Bát Nhã Ba La Mật đó, Bát Nhã Ba La Mật bây giờ mình cần Bát Nhã nó gồm có những gì đó, thì hoặc là mình hỏi Thập Ba La Mật, thì mình như vậy mình phải hỏi đó những danh từ danh số đó, đi hỏi thì đúng. Tại vì sao? Cái danh từ danh số là mình nói ra đã được, đó là giúp mình kiến thức nền tảng. Còn bây giờ quý vị bảo thật tướng là gì mà quý vị đi hỏi đó, là mà trong khi thiền văn đã giảng rồi rồi quý vị không hiểu đó, là quý vị càng hỏi quý vị càng sai, càng xa vời hơn, giúp quý vị ngu hơn, không phải ngộ ra được. Cho nên là gì, thiền sư hồi xưa ai mà hỏi không có nói, quánh cho à, đánh cho đó, đó lấy trượng hoặc là chửi. Tại sao? Quý vị hỏi những vấn đề tâm tánh, phải dùng tâm trí hành mà hỏi. Hay nói cái khác, khi tâm quý vị sáng suốt định xuống thì quý vị tự hiểu, không thể nào tự mà đem cái tâm vọng động mà hỏi ra được Phật pháp tâm tánh đó, chứ có kiến thức mà thôi không thể nào là trí huệ nó xuất hiện được đó. Cho nên là học Phật pháp phải hiểu nha, chứ nhiều người không biết. À, rồi nhiều rồi đồng tu nói sao con tu hoài không độ được gia đình, không độ được người này, độ người kia. Thì nhân nhớ trong cái bài trả lời của Hòa Thượng, có người hỏi Hòa Thượng như vậy. Hòa Thượng nói quý vị không độ được gia đình quý vị là vì hai nguyên nhân. Một là quý vị công phu chưa đủ. Hai là gì? Quý vị chưa có đức hạnh đủ, tức là đức hạnh và công phu của quý vị không đủ. Đức hạnh là quý vị không làm gương cho người ta được, người ta chưa thấy thuyết phục mình, thấy ở nhà mình cũng tham sân si đầy rẫy, người ta không có thuyết phục được. Đức hạnh quý vị cũng không làm được. Còn cái hai, công phu định lực quý vị, trí huệ quý vị không đủ. Cho nên thật ra hai vấn đề đó là một khi quý vị tu hành chưa được. Nên khi nào quý vị tu hành được rồi đó, quý vị có công phu rồi đó, quý vị có đức hạnh rồi đó, thì tự nhiên người khác sẽ phục theo quý vị, người ta sẽ nghe lời quý vị và quý vị độ được họ. Hay nói quý vị khác, quý vị có công đức, quý vị đã đủ. Tại vì công đức nó từ hai điều đó tạo nên. Quý vị có trước cú, có công phu và quý vị có gì? Đức hạnh đó, công phu và đức hạnh đó là công đức. Gộp lại như vậy chúng ta để cho hiểu, công đức đủ rồi thì mình mới chuyển được người khác. Cho nên á, Phật pháp không chỉ là nói á, nhiều đồng tu á, đặc biệt các đồng tu nữ á, hay là than là gì sao có không độ được gia đình con, thì quý vị cứ nhớ lời Hòa Thượng. Hòa Thượng nói công phu và đức hạnh chưa đủ,
tóm lại cái đức hạnh là gì, mình chưa buông, mình học Phật pháp lâu rồi mà mình không buông được, mình vẫn còn giận tức người ta, người ta nói một câu cái tức lên thầm lên dễ thiệt, làm sao người ta tin mà được. Tu hành phải như như bất động trước mọi cảnh giới, rồi trí huệ đâu, tu hành mà trí huệ cái việc này làm không đúng việc kia là không đúng, không có phân biệt chánh tà vân vân, không có trực giác, không có trí cái chiếu kiến đó, vẫn là gì sai lầm miết mà. Thế thế làm sao người ta tin tưởng mình được, thì làm sao mà lời nói Phật pháp mà để người ta nghe được. Còn nếu như quý vị tu hành khá, tự nhiên thời gian sau việc gì quý vị cũng giỏi hay lên hết á, định lực quý vị không cần phải suy nghĩ, gặp việc cái là trực giác nó xuất hiện, là chính là trí huệ nó xuất hiện đó, quý vị gọi là có chiếu kiến đó, quý vị thấy được vấn đề đó, làm như vậy nó đúng là tự nhiên quý vị xử lý. Mà ở đời á, đa phần á, những công việc thành công là phải xử lý nhanh như vậy đó, chứ không phải là quý vị đợi quý vị nghĩ là quý vị làm mà nó sáng rồi, nó không không có thời gian, không kịp. Có những việc quý vị phải quyết định ngay, tác động ngay đó, giống như người ta họ gọi điện tới nói hỏi quý vị một vấn đề đó, quý vị phải trả lời ngay chứ không phải để từ từ để tôi suy nghĩ rồi tôi trả lời rồi rồi nó tiếp vấn đề khác đâu đó. Cho nên là gì, người tu hành có trí huệ đó là phải như thế. Bao giờ quý vị được như vậy thì cái độ được chúng chúng sanh thôi, độ được gia đình thôi, đúng không? Đó, cho nên là gì, nhiều đồng tu á nôn nóng độ chúng sanh mà quên rằng mình chưa được độ. Chưa được độ ở chỗ nào? Mình chưa có trí huệ, mình không có công đức, mình không có công phu, mình không có đức hạnh, chưa đủ đức hạnh, mình chưa đủ, mình chưa làm được nhiều, có làm nhưng làm được chút ít, chưa đủ để thay đổi. Cho nên rất cần cái gì, tự độ rồi mới độ tha. Đó, quý vị để ý nha. Cho nên ai mà muốn 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 muốn, muốn cố gắng á, trực giác nhanh nhẹn nào, nhanh nhẹn si không cần suy nghĩ, từ việc gì quyết định xẹt vẹt vẹt ngay rất nhanh chóng, không có nôn nóng, không vấn đề gì hết, tất cả mọi việc xử lý rất nhanh nhẹn đó, và không cần phải suy nghĩ đó. Cho nên có người như cô, có cô học trò hồi xưa của học thiền trang, bây giờ cũng nghe pháp của nó, ủa thầy làm sao hay vậy, mỗi lần á bữa nào thầy cũng lên thao thao bất tuyệt hơn 2 tiếng đồng hồ. Thiền trang nói thiền trang đâu có chuẩn bị đâu, đâu có chuẩn bị gì đâu, cứ soạn cái bài, cái bài trình chiếu đó rồi lên giảng, soạn bài trình chiếu rồi lên giảng, nên giảng tự biết giảng. Ủa pháp từ đâu ra, từ tâm mình ra, ủa từ đâu? Thiền trang cũng nói do có lẽ là hung tập mười mấy năm nay rồi, cho nên là gì cái kiến của mình nó cũng có một chút xíu gọi chiếu kiến, có một chút xíu của trực giác, cho nên là gặp chuyện đâu tự nhiên cứ gặp duyên, cứ duyên nó khơi cái là mình ra được, không cần phải suy nghĩ. Chứ đâu cần phải suy nghĩ phải thế này kia, giảng cái câu này thế này câu kia kia, lên giảng nhiều khi lên giảng không biết mình giảng cái gì, mà tại vì sao không phải không biết mình giảng cái gì trước đó, tại vì mình đã không hề chuẩn bị, cứ lên đó, thuận theo. Bây giờ cái cung cấp cho thiền trang cái sườn như vậy thì thiền trang cứ nói như thế, và đó là gì, nói theo không có suy nghĩ. Quý vị đâu có suy nghĩ nhiều, đâu có suy nghĩ đâu, đâu có suy nghĩ, còn nghĩ là rơi vào ý thức rồi, mà càng dùng ý thức nhiều thì sao, càng xa nhiều. Còn trực giác là huệ đó, đó là chiếu kiến đó, thì nó càng thông với tự tánh thì ít sai đó. Cho nên là học Phật pháp vấn đề là chỗ đó, vấn đề là mình phải 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 học thông được nha. Cho nên là gì, cố gắng tu hành, cố gắng bắt đầu từ đâu, ráng bắt đầu làm lành giữ giới, tu hành ráng tập trung tâm. Phật pháp là môn tâm tánh, cho nên phải gì, làm chủ được tâm trước đã, tức là không phiền não. Giống như gì, sóng yên gió lặng thì mặt hồ mới chiếu kiến, tức là mặt hồ mới trong xanh, mới thấy được cảnh vật. Quý vị sóng nổi càng mạnh, gió càng mạnh thì cái mặt hồ nó nổi sóng quá nhiều, quý vị thấy cảnh bên ngoài nó chiếu không rõ được, cái hàng cây nó chiếu xuống nó cũng động, cái nhà nó chiếu xuống nó cũng động, mặt trời nó cũng chạy loang cao cao cao. Cho nên là gì, người tu hành đầu tiên phải trụ tâm trước đã. Trụ tâm ở đâu? Trụ tâm trong pháp, trụ tâm trong Phật. Phật pháp đó là gì, niệm Phật đối với chúng ta là phải trụ tâm trong niệm Phật, trụ tâm trong Phật pháp, cho nên đó là làm được đó, gọi là thọ trì Như Lai thậm thâm pháo tạng. Bây giờ mình không làm được nhiều mà làm được ít chứ,
làm được chứ cái đó, mình cũng phải minh tâm, mình hiểu được tâm mình. Cho nên là gì, người phiền não á là cố gắng phải điều chỉnh được cái phiền não của mình. Trụ pháp là hết phiền não, trụ Phật là hết phiền não, hãy cố gắng trụ đó. Mình tu hành mấy năm trời mà không làm chủ được tâm thì chứng tỏ công phu mình yếu kém, quá yếu kém nha. Cho nên là phải cố gắng. Đó, cái phiền não là vẫn vọng tưởng, phân biệt thôi, nó là giả thôi, do mình chấp thôi mình mới có phiền não. Cho nên là gì, tu hành rất cần, rất cần trí huệ. Quý vị có trí huệ rồi, quý vị có chiếu kiến, quý vị có trực giác chính xác thì quý vị làm rất nhiều lợi ích. Quý vị ở đâu cũng là hành Bồ Tát đạo, quý vị sống ở gia đình quý vị cũng là Bồ Tát đạo. Và như vậy mỗi bước chân đi, mỗi bước hoa, mỗi niệm của quý vị là mỗi niệm Di Đà, đúng không? Thì mỗi bước quý vị hoa sen nở rồi, mỗi bước của niệm của vị là niệm Di Đà rồi, và mỗi việc làm của vị là với mỗi việc làm của Bồ Tát. Quý vị ở trần gian quý vị cũng sẽ làm được rất nhiều lợi ích, phước báo quý vị càng ngày càng lớn, công đức càng ngày càng nhiều. Và sống đời người ta tu 10 năm thua quý vị, quý vị chỉ cần tu 1 năm mà hơn 10 năm người ta. Vì sao? 10 năm người ta là 10 năm vọng tưởng, người ta tu không được bao nhiêu công đức, người ta không được bao nhiêu phước báo. Mình 1 năm nhưng mà nhiếp tâm được rất nhiều, thậm chí 1 tháng thôi là vượt hơn 10 năm người ta. Cho nên là tu hành là gì? Đoạn đường đầu thì gian nan khó khăn, bởi vì giống như cái xe nó chạy chưa có trớn. Cái xe nó chạy chưa có trớn quý vị đi rất khó, giống như tập xe đạp á, ai học xe đạp biết, đúng không? Tập đi xe đạp rất khó, bởi vì sao? Đi không được, nó cứ té, nó ngã không à. Nhưng mà khi xe nó chạy rồi á, đạp giữ thăng bằng rất là dễ. Cho nên người tập xe đạp hồi xưa Thiền Nhân nói, đầu tiên Thiền Nhân nhớ là gì? Đầu tiên tập xe đạp dắt xe lên cái dốc, đúng không? Ở miền Nam này có cái dốc mà. Rồi thả xuống dốc á để ngồi lái thôi, lái thôi, đạp xe nhẹ nhẹ cái thôi đó. Vài lần như vậy á, thì mình sẽ đạp được nhiều hơn, rồi dần dần mình lái được, mình chạy được. Chứ mới đầu quý vị đạp xe đạp mà tập đạp xe đạp còn đạp lên dốc nữa thì thôi không đạp được. Cho nên là gì? Mới tu hành vẫn cần gì? Thuận duyên. Mới tu hành vẫn còn thắng duyên. Thuận duyên, thắng duyên từ đâu ra? Do mình né duyên. Mới đầu phải cố gắng tìm duyên tốt thì bớt ác duyên. Cho nên ai trong hoàn cảnh éo le quá cũng cố gắng khép lại, khép lại đó. Và cần hôn tu. Hôn tu là gì? Lâu lâu phải bỏ xuống, buông xuống mọi thứ để mà tu. Hòa thượng đề xướng 1 tháng 1 ngày để tu, ít nhất 1 ngày tu ròng rã, hay là nửa tháng 1 ngày 1 đêm đó, ráng tu. Tu từ những đó là gọi là tránh duyên trong 1 ngày, giống như điện thoại sạc pin cho đầy. Khi sạc đầy rồi thì mình mới ra chịu trận một thời gian, đúng không ạ? Đó. Còn có một số người thì tu hành quá tinh tấn đi, làm tu đến kiệt sức luôn, kiệt sức đến thu suốt ngày tu đến mới kiệt sức quá cũng không tu nổi, giống như điện thoại mà lúc nào ở tình trạng cũng pin đỏ hết, báo sắp cạn pin, sắp cạn pin. Cho nên vô tu chút xíu thì gục. Tại sao? Mệt quá, buồn ngủ quá, sạc pin chút đã. Sạc pin được chút chút nó lên, mới được chút nhích nhích lên hết cái khức đỏ rồi á, tiếp tục ra tu được chút nữa gục tiếp. Đó là gì? Quá sức rồi. Quý vị nếu mà dụng công như vậy cũng không có hiệu quả. Cho nên tu hành rất cần trung đạo. Những ngày mà tu 1 ngày 1 đêm á, quý vị nào mà tu 1 ngày 1 đêm, hoặc là tuần này chúng ta không nói, tuần sau đúng không, tuần sau chúng ta tu 8 tiếng á, quý vị cố gắng ngủ nghỉ cho nó khỏe khoắn thì vô 8 tiếng đồng hồ là tu mới được, mới tốt nha. Ráng làm như vậy chứ không phải Thiện Trang là bất đắc dĩ. Thiện Trang nói thật quý vị, từ Thiện Trang từ khi ốm đi á, là từ khi vào phiên dịch mệt quá, nhiều việc quá, làm quá nhiều việc, cho nên là Thiện Trang không có thời gian, nên là ngủ không đủ, mệt thiếu, mà suốt ngày cái chu mắt vô trong cái màn hình cho nên nó mỏi mắt, nó buồn ngủ. Chứ còn nếu mà thật sự Thiện Trang mà thả ra thì người ta tu nhẹ nhàng á, nếu mà không phải phiên dịch thì Thiện Trang chỉ giảng pháp thôi á, và tu thôi thì khỏe lắm. Thiện Trang bá đảm tu nhẹ nhàng, nhưng mà Thiện Trang đã tu qua giai đoạn đó rồi, bây giờ Thiện Trang phát tâm làm cho chúng sanh, Thiện Trang thích tu là Thiện Trang tu được. Thiện Trang chỉ cần nghĩ
cho nghỉ chừng một ngày hai ngày là Thiên Trang lại sức khỏe lại, là Thiên Trang tu bình thường được chứ không có bị mệt nữa. Còn bây giờ giống như mệt á, lúc nào cũng áp lực là cái thời gian không đủ, cảm thấy rằng 24 giờ không đủ, lúc nào cũng thấy thiếu đó. Vì sao? Mình thấy quá rồi, việc đâu có làm xong. Thiền Trang thì nói rồi, Thiền Trang bây giờ cứ mấy tháng, khoảng 3 tháng Thiền Trang sẽ nghỉ một lần 10 ngày để Thiền Trang tu, 10 ngày đến thậm chí có thể nghỉ nửa tháng để Thiền Trang không giảng gì hết, để Thiền Trang tu lấy gọi là sạc năng lượng một lần. Và bây giờ còn 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 trẻ cho nên ráng cố gắng, hy vọng tới phục vụ đến 50 tuổi, hơn hơn 50 tuổi ra đi Thiền Trang sẽ bớt phiên dịch lại. Thật ra tới lần đó thì coi như cũng việc phiên dịch là cũng gần như hết rồi, những cái bài của hòa thượng, những sách rất quan trọng chắc là dịch tới chừng đó cũng hết rồi, không cần phải phiên dịch nhiều nữa, nghỉ ra dịch ít để mà tu tu nhiều hơn đó cho mình. Thật ra là tu như vậy cũng được, nhưng mà có lẽ nên tới lúc đó là như vậy. Cho nên quý vị thấy nhiều người xuất gia sướng lắm, đâu có làm gì đâu, họ cứ thảnh rảnh rỗi rồi tu khỏe, tất nhiên là khỏe rồi. Thiền Trang mà hồi xưa quý vị thấy, ai mà theo dõi Thiền Trang hồi xưa vậy mập mạp lên đó không, hồi đó tôi xuất gia đâu có phải phiên dịch, học thôi nhẹ nhàng, ôi mập liền có gì đâu. Còn bây giờ mình bận quá, nhưng mà cái gì cũng có giá của nó quý vị, bận quá làm việc nhiều quá thì gì, phục vụ chúng sanh. Phục vụ chúng sanh thì mình có phước đúng không, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, đồng thời mình mệt mỏi rã rời như vậy thì mình có gì, tiêu nghiệp chướng. Cho nên là nghiệp tiêu thì trí rạng, trí huệ nó phát triển nhanh. Còn những người quý vị thấy có nhiều đồng tu tu với chung Thiền Trang thì, hoặc là quý vị thấy xét những ai thân cận đó, những huynh đệ Thiền Trang là vân vân, bao nhiêu người tu ngang ngang với Thiền Trang hoặc trước Thiền Trang đó, họ bao nhiêu năm họ cũng bình bình an an sướng quá, nên cũng đâu có tiến được bao nhiêu. Quý vị thấy xem xét lại coi, cái gì cũng có giá của nó à. Nghiệp tiêu thì trí rạng, mà mình phục vụ chúng sanh mình có phước nó lên nhanh. Cho nên là gì, thà chịu khó chịu khổ một thời gian thôi rồi sau đó mình vượt lên được. Mình ráng còn khỏe còn trẻ còn sức, mình ráng phục vụ chúng sanh, mình ráng làm được gì mình làm, rồi sau này mình còn thời gian mình vẫn, tất nhiên mình vẫn lấy tu là quan trọng, mình tu phải giữ được chứ không mà để bị thoái chuyển, khóa chuyển là tiêu á không được. Mình phải để giữ được mình tu, và thỉnh thoảng mình đóng cửa tạ khách không có tiếp xúc để mà tu, đó là cái phương pháp mà bây giờ thời nay chúng ta nên làm. Rồi đến khi mình đủ lớn tuổi rồi đó, mình có thể đủ, có thể mình buông xuống vạn duyên là nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ, làm như vậy là một cách tốt đó. Chứ bây giờ nhiều người á, trẻ tuổi mà tu thì cũng được, không có tu gì rồi phục vụ chúng sanh cũng chả có phục vụ gì, không làm gì thì quý vị ăn rồi hưởng phước không à, quý vị tu không ra thì hồn gì thì phước nó hết, càng già nó bệnh nó lên nhiều rồi càng nó khổ vân vân, thì tu cũng không được, nhiếp tâm cũng không nổi. Vì sao? Phước nó tiêu, phước chí tâm linh, phước nó đến thì tâm mới linh, mà bây giờ phước nó tiêu thì tâm nó ngu thần ám thôi chứ sao. Tân ngu thầm á, cho nên là học pháp cũng hết vô nữa. Hồi xưa nghe pháp đã lắm, bây giờ nghe không vô. Đấy, còn người ta phải quý không, người những người mà sẵn sàng phục vụ chúng sanh, những người làm cho chúng sanh bao nhiêu việc nhìn thế thôi, nhưng mà cái trí họ lên, phước họ lên, cái trí họ cũng lên. Đó, Phật pháp là vậy đó. Cho nên là Phật pháp rất quan trọng. Những người còn trẻ, những người còn có sức cố gắng phục vụ được gì cho chúng sanh thì phục vụ, mình không nên bám đó. Còn khi mình là khi nào mình ấy nhắm đủ rồi, khắc được được rồi, phước có rồi thì mình có thể ẩn tu đó. Còn nếu quý vị ẩn tu phải ẩn tu bằng sức của mình, chứ không cái ẩn tu bằng cái kiểu dùng cái người ta, đặc biệt người xuất gia quý vị thấy, người xuất gia hồi nay nhiều người không có tu cho nên là đi xuất gia nó sống được cái hai mấy tuổi ba mấy tuổi hết phước rồi qua đời đó, rất là nhiều, thậm chí bốn mấy tuổi năm mấy tuổi đi ra nhiều. Vì sao? Không có phục vụ gì chúng sanh, suốt ngày gì nhận toàn cúng dường. Mà mình tu không phải là tu giỏi, nếu mình tu giỏi thì được. Ở trong giới luật á, Hòa Thượng Minh Thông giảng mà cũng Phật cũng nói là gì, nếu mà quý vị tu được thì một ngày có ăn một lượng vàng chăng nữa thì cũng vẫn không sao, nhưng mà nếu mà quý vị không tu được thì cho dù một hớp nước, một miếng cơm cũng vẫn phải trả nợ cho đàn na tính thí. Chính là câu nói là gì,
Thí chủ nhất lạp mễ, đại như tu di sơn, kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Tức là một hạt gạo thí chủ nặng như núi tu di, đời nay không liễu đạo, mang long đội sừng rã. Nói như vậy không phải nói người xuất gia không, bây giờ rất nhiều người kệ xa cũng phát tâm đi làm hoằng pháp, cũng cũng đâu có làm công việc của mình đâu, đúng không? Cũng đâu có làm nghề nghiệp gì đâu. Quý vị thấy giống như nhóm bên Đệ Tử Quy rồi đó, họ cũng vậy đó, họ cũng hoằng pháp rồi đó. Thì làm nếu mà phục vụ đúng cho chúng sanh, dẫn dắt chúng sanh đúng chính đạo thì cũng giống như người xuất gia, đâu có khác gì nhau, cũng vậy đó. Nhưng mà nếu mà lỡ mình đi trật chánh đạo cái thì cũng mang tội, cũng không kém gì đó, cũng giống cũng tội nghiệp như nhau à, thậm chí nặng hơn nữa. Đó là gì? Người ta có màu áo xuất gia, người ta còn có cái chỗ gánh phước, mình không có màu áo xuất gia thì mình gánh không nổi. Nên là gì? Cái gì cũng có giá của nó à. Thôi quý vị còn trẻ, quý vị còn khỏe, ráng phục vụ chúng sanh, ráng làm ha, có phước báo nhiều đó, phục vụ chúng sanh, làm gieo duyên, bố thí, cúng dường, phóng sanh vân vân, để có vun bồi phước báo của mình, phước huệ song tu mà. Nhưng mình vẫn siêng năng tu học pháp, siêng năng niệm Phật, vẫn là gì, chánh nghiệp là tu đó, chánh nghiệp là niệm Phật, chánh nghiệp niệm Phật nghe pháp, đó là chánh nghiệp, những kia vẫn làm đó. Thiền Trang nói thật ra càng về sau này khó làm đó. Thiền Trang quý vị thấy giống như Thiền Trang bây giờ cũng thấy người trên mạng người ta làm gì mình cũng góp chút, không bao góp được bao nhiêu góp đó. Nhiều người thấy cái gì ủng hộ gì chôn cất thai nhi gì vân vân, mình cũng góp chút xíu vậy đó. Người phóng sanh mình gửi cho phóng sanh, người thế này kia góp, mình không đi làm được thì mình tùy hỷ công đức đó. Chứ mình tùy hỷ công đức có phước rồi đúng không, mình làm được bao nhiêu làm, mình gửi chút cũng được, miễn mình tùy hỷ là được. Chứ còn nhiều người á, thì ra thấy thậm chí người xuất gia học pháp hòa thượng ngồi không có làm gì mà thấy người ta làm không tùy hỷ đó, thấy người ta giảng pháp được còn phỉ báng nữa, như vậy là tội mình càng tăng thêm, nghiệp mình nặng hơn. Người ta giảng mà giảng đúng chánh pháp, chứ người ta giảng tà pháp thì mình không nói. Cái này giảng đúng chánh pháp mà mình ngồi mình chê bai, mình chỉ trích rồi đủ thứ cái này cái kia, cho nên là tự nhiên theo thời gian phước báo mình nó giảm, tội nghiệp mình nó sanh, cho nên cái huệ mình nó không có sanh được đó. Cho nên là gì, công đức ai cũng biết, ai cũng muốn tu nhưng mà không tu được vì phiền não tập khí quá nặng. Hãy cố gắng tùy hỷ công đức, ai làm tốt nào mình cứ ủng hộ, tuy cái việc đó nó không cứu cánh nhưng mà nó cũng là tốt thì mình cứ ủng hộ. Còn ở việc mà rốt ráo hoàn toàn 100% thì có mình đại ủng hộ, coi như ủng hộ hết mình đó, mình phải hiểu như vậy. Còn cái việc nào nó sai chánh pháp, nó không đúng thì mình cứ nói thôi, nó không đúng thì mình nói đúng, không đúng